Chào các bạn đã quay lại với chuỗi bài giảng về Redux Codex. Thì trong bài trước chúng ta đã biết Redux là một cái state management tool. Chúng ta đã tìm hiểu về cái state rồi. Chúng ta biết là UI là cái biểu hiện của cái state cho người dùng thấy. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là làm sao để chúng ta có thể thay đổi được, manage được cái state đó theo cái cách của Redux làm. Thì ở bài trước chúng ta đã bóc tách được cái dữ liệu từ một cái UI ra thành các thành phần như này, và ở trong Redux thì nó được gộp chung vào trong một cái object lớn đó, bao gồm toàn bộ cái state của cả cái app. Thì một câu hỏi đặt ra là khi chúng ta click vào một cái nút, giả sử đi trong cái trường hợp này là chúng ta click vào nút một cái tab khác để chuyển sang cái tab đó, thì điều gì sẽ xảy ra, làm sao để chúng ta có thể thay đổi được cái state của cái app của chúng ta. Đó là, cụ thể đây là thay đổi cái thằng current tab này chuyển từ home sang friends. Thì thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cách là trong cái tab event handler này thì chúng ta sẽ gọi cái thằng app state.currentTab thay đổi trực tiếp cái giá trị của nó, hoặc là gọi một cái method nào đó để nó có thể thay đổi được cái state bên trong. Thì cả hai cách này nó đều có một cái nhược điểm, đấy là cái thằng UI này nó phải biết quá nhiều về cái thằng app state, tức là nó can thiệp vào cái state bên trong này, hoặc là gì, nó phải biết về các cái method, các cái implementation của cái app state này. Đó, giả sử như là một cái app, giả sử chúng ta có nhiều cái method update, nhiều cái nhánh khác nhau trong cái state này, thì đồng nghĩa là nó có quá nhiều các cái method được gọi ở trong cái UI này. Thì như vậy nó mất đi cái tính, tức là khi mà một cái component depend quá nhiều vào component khác thì cái tính reuse của nó cũng giảm đi. Tức là code nó sẽ không reuse lại nhiều cụ thể được UI này. Đó. Rồi, thì bây giờ, tức là gì? Trong cái tab bar này, có thể được dùng đi dùng lại các cái app khác mà nó lại phải có gì? Chấm set tab rồi chấm gì này nọ của thằng app state này, thì nhớ đó app khác nó không dùng cái thằng app state này làm sao, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng xem là cách giải quyết của Redux như nào. Thì trước tiên là mình sẽ lấy một cái ví dụ khá là trực quan trong đời sống hàng ngày để các bạn hiểu nó là cái gì. Thì mình muốn lấy ví dụ về một cái quạt trần, nhưng mà đây là một quạt trần hơi cũ một chút, mình không lấy cái quạt trần này mà mình lấy quạt trần khác. Nó có cái điều khiển từ xa này. Được chưa? Thì đây cái nút HML này thực chất là gì? High medium low, tức là cái tốc độ nhanh vừa chậm. Nút off là tắt, nếu mình không quan tâm đến mấy cái nút hẹn giờ này vội nhá. Rồi nút on là bật. Thì cái quạt trần thực chất cái mục đích của nó là chỉ quay đấy, đúng không? Thì quay với nhiều cái tốc độ khác nhau. Thì do vậy, nếu mà mình coi cái quạt trần này là cái UI thì cái state của nó sẽ là cái speed, đúng nhá. Speed bằng 3 thì nó sẽ chạy nhanh, bằng 2 chạy chậm, bằng 1 thì bây giờ mình cứ quy định là thằng H này sẽ là chạy nhanh đi là 3. Nhá. Thằng medium là speed là số 2. Low là speed là bằng 1. Off là bằng 0, tức là không quay. Đơn giản như vậy. On thì làm sao? Nó quay lại về tốc độ mà trước đó chúng ta tắt đi, thì cái đấy phức tạp, nó bỏ qua. Dễ làm trước, khó bỏ qua. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta xem là điều gì sẽ xảy ra khi bạn ấn một cái nút H chẳng hạn. Thì khi bạn ấn nút H thì bình tĩnh á, chúng ta chưa nói đến cái đấy vội. Thì chúng ta biết là speed là cái state của cái quạt trần này rồi nhá. Tức là nó sẽ đâu đó trong cái khu vực này nó có một cái bộ xử lý này, một cái controller, tại loại một cái bản mạch nào đấy. Được chưa? Cái bản mạch đấy mình gọi nó là cái bảng receiver đi. Tức là nó là một cái bộ thu. Thì cái điều khiển này nó sẽ phát ra một cái sóng ở đấy, nó phải thu lại bộ receiver, và nó sẽ thay đổi cái state của cái quạt và làm cho cái quạt quay. Tức là cái UI này nó sẽ thay đổi dựa theo cái state này. Thì khi mà chúng ta ấn cái nút H này thì cái bộ điều khiển này nó có cái đèn ở trên này này, nó sẽ gửi đi một cái tín hiệu. Nó gửi đi một cái tín hiệu. Tín hiệu đấy nó được mã hóa, nó thực chất cũng chỉ là 01 thôi, nhưng mà nó mã hóa bên trong đó một cái message, đấy là thay đổi tốc độ. Và thay đổi tốc độ thì chúng ta phải truyền đến thêm một cái tham số nữa, đấy là cái tốc độ mà nó muốn thay đổi. Thì khi mà cái bản tin này được truyền đến cái receiver này, cái bộ điều khiển bộ thu này, nó sẽ bắt đầu tính toán, nó bóc tách cái bản tin này ra, rồi nó sẽ cập nhật lại cái state này, và cái quạt này sẽ thay đổi theo, nó sẽ quay theo. Hiểu nôm na nó là như vậy.
thì ở trong Redux nó cũng tương tự. Đó. Tức là làm như thế này thì khi mà các bạn chỉ cần đồng ý, tức là giao kèo với nhau là à, đang receiver cứ nhận được change speed bar là nó phải thay đổi, à, cứ nhận được cái message mà có bắt đầu bằng change speed là nó phải biết là nó sẽ phải thay đổi cái đang speed này. Còn cái điều khiển này thì làm sao? Chúng ta có thể thay thế bằng các cái điều khiển khác cũng được. Đó thì cái hệ thống của chúng ta nó sẽ không bị ràng buộc vào nhau, miễn là chúng ta có chung một cái hợp đồng, một cái interface, một cái chuẩn nào đấy nhất định. Bây giờ rồi thì thằng trong Redux nó cũng như vậy, thì mình gom tất cả cái đám xanh xanh này vào thành một cái gọi là gì, app state ở đây, và mình cứ cho là nó có một cái receiver bao ngoài đi. Bây giờ thì khi mà mình ấn vào cái icon này thì nó sẽ gửi đi một cái message đến cái thằng receiver này, và receiver này sẽ dựa vào cái message của nó, và cái giá trị gửi lên kèm để nó biết đường, tức là nó sẽ có một cái quy, một số cái quy tắc nhất định ở trong cái receiver này, để tại vì là sẽ có rất nhiều cái message mà có cái kiểu khác nhau nó gửi lên, và nó sẽ như kiểu là một cái bộ router ấy, một cái bộ biến đổi để có thể biết được là ok message là như này thì update cái chỗ nào ở trong cái state đó. Thì khi mà nhận được cái thằng setup thì nó sẽ biết là à update cái thằng current tab và với cái giá trị là friend, và nó sẽ thay đổi cái state này, và sau đó thì UI sẽ thay đổi theo nhá. Rồi thì đấy là cái cách mà Redux nó sẽ thay đổi. Thì ở bài sau chúng ta sẽ đi vào cụ thể xem là thằng này thực chất nó là gì, thằng này thực chất nó là gì. Được chưa? Rồi, chào các bạn.